Dự kiến trước khi hai đội nhập cuộc sẽ có những phút tưởng niệm. Cả hai đội đang trải qua chuỗi trận bất ổn. Đội bóng của Gyeong Rasen lúc này đang đứng cuối bảng xếp hạng. Hoàng Anh Gia Lai đã có đến 14 vị trí bàn ở mùa giải này. Và như vậy một trận đấu giữa hai đội Hoàng Anh và Gia Lai đã bắt đầu. Ở những trận đấu trước sân Cẩm Phả vắng khán giả, tuy nhiên ngày hôm nay khán giả đến sân gần kín chỗ. Cú ra chân rất nhanh của Vũ Minh Tuấn. Ở trận lượt đi, Minh Tuấn chính là tác giả bàn thắng quyết định thắng lợi 2-1 cho Thảo Ninh ngay tại Pleiku. Cú đá rất nhanh và chuẩn xác của Vũ Minh Tuấn. Một pha dứt điểm đẳng cấp bằng chân trái của Vũ Minh Tuấn. Chân trái không phải là chân thuận của Minh Tuấn, nhưng vừa rồi anh đã có cú ra chân rất hay. Đường truyền của Bùi Văn Hiếu đối mặt Quang Hải. Quả penalty cho cao thủ chủ nhà. Trọng tài đã rút thẻ đỏ đối với thủ môn Phạm Văn Tiến. Sẽ phải có một cầu thủ Anh Gia Lai rời sân để nhường chỗ cho thủ môn dự bị. Quang Hải đã nhận được quả chọc khe rất tốt. Đường truyền của Bùi Văn Hiếu. Một pha bóng mà hậu vệ Anh Gia Lai đã phối hợp bọc lót không tốt. Ngay khi vào sân, anh đã phải đối mặt với quả penalty. Minh Tuấn đã không thắng được thủ môn Minh Nhật. Minh Nhật đã phán đoán đúng hướng bóng và bắt gọn quả penalty của Vũ Minh Tuấn. Cú đá rất lộ của Vũ Minh Tuấn. Có thể Minh Tuấn có một tâm lý là thủ môn đội bạn mới vào sân. Quang Hải vẫn còn cơ hội. Mạc Hồng Quân. Tỷ số trận đấu đã là 2-0. Cuối cùng thì Hoàng Quân cũng đã ghi bàn. Mạc Hồng Quân đã bình tĩnh đặt lòng. Tưởng rằng cơ hội đã trôi qua khi mà Xuân Tú đã để góc sút hẹp đi nhiều. Quang Hải, cơ hội rất thuận lợi, tỷ số trận đấu được nâng lên 3-0. Chiến thắng đậm đà dành cho đội chủ nhà. Thêm một pha ghi bàn của Mạc Hồng Quân. Sau khi huấn luyện viên Đinh Cao Nghĩa thôi dẫn dắt Thảo Ninh, thì ông Phạm Thanh Hùng, chủ tịch câu lạc bộ, luôn sát cánh của ban huấn luyện và cũng có những sự tư vấn về chuyên môn. Quang Hải đã có một pha chuyền bóng hợp lý trong một tình huống rất thuận lợi và Mạc Hồng Quân đã không bỏ lỡ. Chỉ còn hơn một phút nữa trận đấu sẽ kết thúc. Cầu thủ Anh Gia Lai mặc dù chơi nhiệt tình, có sức trẻ, tuy nhiên phải đá thiếu người quá lâu. Công Phượng, pha xử lý kỹ thuật của Công Phượng.
Đến lúc này tại V-League Hoàng Anh Gia Lai và hôm nay là đội thắng ít nhất, Bố Đồ mới chỉ thắng được 3 trận. Và như vậy là trọng tài chính Phùng Đình Dũng đã nổi tiếng gọi mãn cuộc 3-0 cho đội chủ nhà là kết quả cuối cùng. Một trận thắng đậm trên sân nhà của Thảo Ninh, mặc dù có những thời điểm họ khó khăn trong 3 bàn thắng của đội chủ nhà ghi được ngày hôm nay, mà Hồng Quân đóng góp 2 bàn, cầu thủ đã mở tỷ số là Vũ Minh Tuấn. Hình ảnh của một hội vận viên được tổ chức rất bài bản, cổ vũ văn minh, không có những hành động như đốt pháo sáng. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Bên ngoài Phùng, bên phía tay trái của màn hình là huấn luyện viên trưởng của đội chủ nhà ông Phan Thanh Hùng. Nhà Pleiku của Hoàng Gia Lai, kế tiếp Sông Lam Nghệ An. Nguy hiểm! Cơ vào! Bóng đã rơi sang hàng khung thành của Hoàng Gia Lai và đó là cú đánh đầu của Hải Huy. Quả đá phạt góc của Nghiêm Xuân Tú. Nguy hiểm! Tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ chủ nhà. Đó là pha lập công của Edison. Đến phút thứ 49, tỷ số đã được mở cho các cầu thủ chủ nhà Thái Quảng Ninh. Với những cầu thủ có chiều cao tốt như là Edison và Vinicius, các tình huống phạt góc, những tình huống bóng bổng là một lợi thế dành cho đội chủ nhà. Nghiêm Xuân Tú, nguy hiểm, quá dễ dàng, lại là một bàn thắng bắt đầu được Edison và tỷ số là 2-0. Phút thứ 64, tức là 15 phút sau khi có được bàn thắng mở tỷ số, Nghiêm Xuân Tú đã kiến tạo để cho Edison lập công. Như vậy là cả hai bàn thắng của đội chủ nhà đến thời điểm này đều đến với một bên phía cánh phải. Edison, một quả tuyệt của Edison, 3-0, phút 87. Phải mất 11 vòng đấu thì Edison mới có được 3 bàn thắng, nhưng riêng trong trận đấu ngày hôm nay thôi thì Edison đã giúp cho câu lạc bộ Quảng Ninh có được thêm 3 bàn thắng nữa. Bàn thắng vừa rồi có lẽ là chính thức chấm hết cho những hy vọng có điểm của các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Một pha tăng tốc đi bóng vào dứt điểm chân trái rất tốt của Edison. Và chạy cơ bóng thành công của Nguyên Sa. Và đúng lúc này thì trọng tài Ngô Duy Lân đã nổ hơi còi kết thúc trận đấu. Kết quả chung cuộc trên sân nhà Cẩm Phả ở vòng đấu thứ 12 giải vô địch quốc gia Multi Cup Premier League năm 2018. Câu lạc bộ Thăng Hòa Ninh đã vượt qua Hoàng Gia Lai với tỷ số 3-0 nhờ cả 3 bàn thắng được ghi do công của Edison. Trong hiệp 1 của trận đấu này, các cầu thủ chủ nhà Thăng Quảng Ninh sẽ chân giữ câu lạc bộ Sài Gòn. Đó là trận đấu mà đội trưởng Đinh Thanh Trung đã có được. Nhưng bóng vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Thăng Quảng Ninh. Thăng Quảng Ninh đang có sự nhập cuộc rất tốt trong trận đấu này. Nguy hiểm! Xuân Tú! Xuân Tú đã rất nỗ lực và đưa bóng vào trong. Tiếp tục bóng vẫn còn. Diachenko không vào sân ngang. Đã có bàn thắng cho Thăng Quảng Ninh. Liên tục là những sức ép và liên tục là những pha dứt điểm. Và cuối cùng Hải Huy là người đã dứt điểm gần thành công trong tình huống này. Treo một đường bóng có độ chính xác cao về phía cột 2 cho Kouassi, khiến cho hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai mất phương hướng. Những góc quay chậm rất đẹp để cho chúng ta thấy sức ép khủng khiếp của Thăng Quảng Ninh về phía khung thành của Hoàng Gia Lai. Và đây mới là thời điểm quyết định, cú đá quyết định và bàn thắng đầu tiên cho Thăng Quảng Ninh trong trận đấu này. Cú đá từ rất xa, không vào, không vào, đã có bóng vào lưới rồi. Thực sự là không biết phải bình luận về pha bóng vừa rồi như thế nào. Đây có lẽ là một trong những tình huống dứt điểm độc nhất vô nhị ở bóng đá Việt nhiều năm qua. Hai tình huống dứt điểm vào xa, vào cột và sau đó thì bóng mới chịu chui vào lưới. Và cửa lòng quen thuộc của Kouassi, Hải Huy nắn nót đặt bóng nhưng bóng bật cột và bóng bật ra, may mắn lại tìm đến đúng chân của Diachenko. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Không có lỗi Việt vị các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì lúc Hải Huy tiếp xúc bóng, chúng ta hãy cùng nhìn lại,
Lúc Hải Huy tiếp xúc bóng thì Diachenko vẫn còn đứng trên Hải Huy một chút. Chính vì vậy mà Diachenko không rơi vào tư thế việt vị trong tình huống này. Rất hay, Quách Tân. Vẫn là Quách Tân. Nguy hiểm, không vào. Nhưng bóng vẫn còn trong sân. Nghiêm Xuân Tú, quá ngang. Kimojin là người phá bóng thành công cuối cùng. Vừa rồi là một tình huống xử lý xuất thần của... Chúng ta hãy xem lại tình huống xử lý này của Giang Trần Quách Tân. Mọi thứ đều rất tốt. Pha sấn bóng vào trong, bẻ ngang và cú duỗi mù. Nguy hiểm. Suýt nữa thì có bàn thắng rút ngắn khoảng cách tỷ số cho Hoàng Gia Lai. Người vừa bỏ lỡ cơ vừa rồi là Minh Vương. Hay nói đúng hơn là Tuấn Linh đã xuất thần ngăn cản bàn thắng của Minh Vương. Một pha phối hợp rất có nét của Hoàng Gia Lai và đã đặt Minh Vương vào cơ. Thành Bảo Đình đang thể hiện một phong độ rất cao, đặc biệt là vòng đấu trước. Đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho Than Quảng Ninh. Và đó là một pha dứt điểm cận thành của Diachenko. Và Nghiêm Xuân Tú lại có thêm một đường truyền thành bàn nữa. Vẫn là một kịch bản quen thuộc. Nghiêm Xuân Tú tạt bóng và Diachenko dứt điểm thành công. Một tình huống tổ chức phòng ngự, tình huống cố định lỗi của các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Họ để quá nhiều khoảng trống trước mặt của CSMA. Có tới 4 đến 5 cầu thủ bóng áo đỏ bị hút về cột 1. Trong khi đó ngay trực diện thì không có ai cả. Và đúng lúc này thì trọng tài Đình Thảo đã nổi còi kết thúc thời gian thi đấu của trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hoàng Gia Lai. Đội chủ nhà đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0. Họ tiếp tục trải qua chuỗi trận 6 trận không giành được chiến thắng. Và đối thủ tiếp theo của Hoàng Gia Lai sẽ là Hà Nội.